cuốn sách gồm 3 phần. Trong phần đầu, mẹ Xoài chia sẻ những kinh nghiệm cho con ăn dặm của các ông bố bà mẹ Nhật Bản. Phần 2 là những kiến thức cơ bản về ăn dặm kiểu Nhật. Và ở phần 3, độc giả sẽ được chia sẻ một số thực đơn tham khảo cho bé ăn dặm. Ăn dặm kiểu Nhật là một phương pháp ăn dặm tiến bộ và khoa học, vì mục tiêu của ăn dặm kiểu Nhật là tập cho bé ăn uống hợp lý, ăn thô tốt và quan trọng là tìm được niềm vui trong ăn uống. Phương pháp này khuyến khích các mẹ dạy cho con tự lập trong việc ăn uống sớm như tự cầm đũa, niễng, tự xúc thức ăn. Từ kiến thức về văn hóa Nhật Bản của một cựu sinh viên tiếng Nhật, rồi lại được tiếp xúc với cuộc sống của người Nhật khi theo chồng sang đây học tiến sĩ. Mẹ Xoài đã tổng kết và chia sẻ để người đọc hiểu rằng cho bé ăn theo nhu cầu chính là mấu chốt quan trọng của phương pháp ăn dặm này. Trong cuốn sách này, hành trình ăn dặm của mẹ Xoài và bé kéo dài một năm, từ 5 tháng tuổi đến 1 tuổi rưỡi, nhưng thực sự là một hình ảnh đẹp và đáng nhớ, bởi cả mẹ và con đều không phải rơi nước mắt.